Lâu lắm rồi hai anh em mới đi xuống xã Thành Hải anh chị. Tại vì ở đây có nhóm của anh Sang, của chú Năm rồi á, thì cũng giúp cho bà con được đỡ được phần nào rồi, nên là hai anh em ít có đi. Mình đi qua những cái khu vực mới anh chị. Hôm nay thì xuống thì thấy cũng có một số hoàn cảnh cũng đang khó khăn á, nên là hai anh em mình cũng sẽ đi đến thăm anh chị ha. Bây giờ xuống đây thấy đường giờ lạ quắc lạ quơ rồi. Nói chơi chứ cũng chắc khoảng mấy tháng hơn hơn ha. Mấy tháng mình không xuống. Ở đây thì đi vô có một tí nữa tới anh chị, nên là em không có đội nón bảo hiểm với giờ cũng thiếu nón. Chứ ở đây thì đi mà không đội nón bảo hiểm hồi công an xã Thành Hải mời lên trên ủy ban à. Ngày hôm nay thì đi bắt đầu là cũng có mưa lâm râm kiểu như là áp thấp nhiệt đới anh chị. Mà nay đỡ cái là hai anh em đi xe ô tô chứ không đi xe máy. Mưa quá không đi xe máy được anh chị. Chứ mà thường lúc trước thì hai anh em là đi xe máy không à. Thì từ ở thành phố Bến Tre mà mình đi xuống đây thì chắc khoảng cỡ chừng bảy mấy cây à. Hai anh em lúc trước đi xe máy xuống à. Còn mưa gió gì thì đi cũng không được anh chị. Đường lây dữ ta, gọi vô luôn, chạy vô được luôn ở đây kìa. À, đường đang làm anh chị. Đường đang đổ đất chừng trơn rồi ca. Cái gì cái chứ mà lỡ mình té thì đồ dơ thì mình giặt lên nó sạch, chạy tay chạy chân thì nó sẽ lành nha. Nhưng mà cái máy này là nó không có lành nha đây ca. Cái máy này là nó rụng là xong luôn ở đây ca. Cái máy này mà hư là xong luôn, là hết cái mất cái đồ nghề để đi kiếm cơm á. Các con đường này như là người ta mở rộng lên anh chị, nâng cấp lên. Đây chắc đi bộ vô rồi. Đây đi bộ vô á cô. À rồi cổ đâu rồi? Dạ. À, vậy là bà đã đi bệnh viện. Dạ. Đi nhập viện hả cô? Ủa sao lên cái số điện thoại con đâu sao sáu điện không được hả? Sáu điện con. À, gia đình đã đi nằm viện rồi. Đâu phải đâu? Cái nhà tôn đó của cái cô mà đó nuôi mèo nuôi chó. Cái nhà này là đất của thằng cháu của bà là cũng như chòm xóm á cho dạ. Bà cái nền nhà đừng bà cắt thôi. Cái nhà này có tình thương đúng không? Dạ. Cái nhà này hôm rồi tình thương là của nhỏ cháu nè, đây nè. Cháu ông Ghi phải không? Cháu ai? Ông Ghi. Nhà này thì em không biết. Cái nhà này tôi cháu, cắt cháu Ghi, đúng rồi, cháu. À, tôi cắt nè chứ ai. À, nhà của cái bà cụ là ở trong đó đó anh chị. Mà bây giờ thì bà đi nằm bệnh viện rồi. Nhập viện nữa rồi. Dạ. Trời ơi tội nghiệp. Vậy là bà về được mấy ngày Linh? Tội nghiệp. Linh bà về được mấy ngày đi nữa hả? Vậy là đi nằm bệnh viện nữa rồi anh chị. Về 3 ngày đi nữa hả? Hôm nay thì tình cờ đi xuống muốn ghé thăm bà con mà đi nhập viện rồi, nên là chắc là mình sẽ đi thăm gia đình khác thôi. Thôi đi tiếp ha. Nãy ghé thăm nhà bà cụ thì bà cụ kia đã đi bệnh viện rồi anh chị, nên là tụi em cũng đến thăm bà cụ tiếp theo. Dạ con chào bà. Dạ bà bị sao mà bà? Xe ấy rẽ giò, dạ rẽ cái giò luôn hả bà? Rẽ luôn. Dạ rồi ba đây bà sống với ai hả bà? Cũng sống con Út, nó cũng đi măng thôi bà. Dạ 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 nó sưng vậy luôn hả bà? Sưng vậy luôn rồi, muốn lấy cháu con vậy đắp cái này vô nè. Dạ đắp vô rồi đi lấy cái ghế đó. Dạ đi được. Dạ lấy ghế lần lấy ghế chụp vậy nè. Dạ. Vậy là ở đây là bà là sống với con trai thôi, con trai lo cho bà. Ừ, thì lâu lâu nó cũng không có chuyện làm, nó cũng đi thành phố. À vậy rồi lúc đó bà sống với ai? Thì ở nhà mình, nhà hàng xóm hả? À hàng xóm ta đến ta chăm sóc phụ. Ừ, cũng như người ta mua này đi nọ rồi. Dạ. Thuốc men rồi, con cháu rồi thì. Dạ. Bà bò qua nó lấy cái ghế chụp. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? Hôm nay 80 rồi đó. À 80 tuổi rồi. Rồi 75 tới giờ. Dạ. Rồi vệ sinh rồi sao bà đi?
đây nè, đi tại chỗ nè. Trời ơi, gầy ha, gầy. Để cái ghế nhấc nhấc. Rồi, ga sao đổ. À. Rồi, sống gì có một mình. Thấy không Kim Tư? Thấy người không? Thấy người. Thấy người mà đâu có biết ai đâu. Không biết ai ha. Mày biết con không? Ừ. Con biết con Bảy Lộc á. Hả? Con Bảy Lộc á. Bà biết không? Biết chứ, con Bảy Lộc về Phước Long á. Bảy Lộc trên đó đó hả? Dạ. Chết lâu rồi, chết mấy năm rồi. Rồi bà nhìn bà biết con không? Đâu mà biết. Sao biết con được, con mới xuống thăm bà lần đầu tiên sao bà biết con được? Nhỏ này con Bảy Lộc để nói vậy con cha nó hồi đó. Dạ. Con nói đùa bà thôi chứ con mới xuống thăm bà lần đầu tiên mà sao bà biết con được? Đấy, không biết. Dạ. Cũng như ai đây tới đây thường lâu lắm con. Dạ. Thì mới biết, còn lâu lâu nó tới lần nó hỏi con tưởng nó bà. Dạ. Dạ. Thì con ở đâu? Con ở trên yên nhà chỗ nhà cũ á. Vậy hả? Rồi cơm nước đây ai lo cho bà? Thì cũng có con Út đó thì dạ. Gạo khóc rồi lâu lâu bà con nó thương tình nó cũng cho gạo. Dạ. Để cho thuốc rồi. Rồi ảnh đi làm là hàng xóm. Ừ, hả đi có khi nó không có chuyện làm mà nó đi thành phố thì dạ. nhà cái tiếng Út tí này. Dạ. Bà chạy lên thì xuống. Bà đi làm sao mà xe ủi bà dữ vậy? Trời ơi, cũng như chiều tối rồi thì cũng đâu có phải tối hôm mới 6 giờ mấy mà đèn ở đây tôi nó văng văng ở đây nè. Dạ. Tôi mới qua tôi uống thuốc rồi cũng sốt ruột rồi qua mua cháo túi. Dạ. Tôi đi tuốt vô trong hàng rào cửa người ta tôi đứng rồi đâu phải không mày lộ cách chừng mấy tầm đất. Dạ. Thằng nó ở đâu cái khâu nó chạy đi đâu đú nó gì không biết nó có xỉn nó chạy nó đâm hỏng trạch đâu đâm ngay. Trời ơi. Dạ. Chứ đâu phải tôi đi qua đường mà nó đụng. Bị nay bao lâu rồi bà? Bị hồi năm 75 tuổi. 75 tuổi mà nay vậy là 5 năm rồi. 5 trời năm ơi. Cũng như 6 năm. Dạ. Làm giờ chân cẳng đâu đi không được, không có tự chăm sóc được bản thân luôn. Thiệt là khổ ha. Tiểu tiểu vậy thì dạ. Đứa nào ở nhà thì nó bưng dạ. Nấu giùm còn không có thì tự là nhắc cái ghế rồi đi. Dạ. Có con thì đứa nào nó ấy thì nó lo. Ở đây cái tháo bớt cái vạt anh chị, rồi bà để cái bô ở đây. Rồi mà bà đi vệ sinh xuống đó. Giờ sống con mình phải chịu thôi chứ giờ sao giờ? Mà ở cái vụ mà còn bò tới bò lui đỡ mà dạ. Thì không chết liền mà nằm liệt. Dạ. Nhưng mà con thấy bà cũng khỏe ha. Ơi, thấy sức khỏe giờ thấy khỏe mà. Bệnh tim ngày hôm qua nên nó mệt là không ăn. Dạ. Có phải tới giờ không đâu. Dạ, con nghe nói chuyện thấy còn khỏe quá trời khỏe luôn á. Con nói chuyện thì cũng như qua lần tim nó khỏe. Dạ. Con hả? Có bệnh tim đó hả? Trời tim chứ nặng lắm đó con. Dạ. Giờ có đi. Dạ, lớn tuổi mà sống con mình là khổ lắm anh chị. Sống chung với có một anh một chú con trai Út. Nhưng mà mỗi lần đi làm một cái là bà chỉ sống một mình thôi à. Rồi hàng xóm ở đây thì người ta thương, người ta ghé, người ta thăm. Người ta cũng chăm sóc phụ phần nào vậy đó. Rồi ở đây thì có anh Sang nè, có chú Năm nè, lâu lâu cái cũng có quà tới thăm mấy bà. Được vậy thì cũng mừng. Cũng thường hả? Ừ, dạ. Vậy là cũng mừng cho bà con ở xã Thành Hải này. Dạ. Thăm ở đường có phần bà nào là cũng về. Dạ. Cũng về cảnh vậy. Dạ. Vậy cũng mừng ha bà ha. Bây giờ có xã hội rồi người ta thương rồi cũng mừng hả bà. Chứ không thôi là có mình là con thấy bơ vơ nha bà. Cũng nhờ anh em bà con đã thương với anh. Dạ. Lâu có cho quà thì cũng có cho. Dạ. Đi dạ. Vậy đó, về rồi, dạ rồi 80 tuổi rồi lãnh lương tháng bao nhiêu bà? Tuổi già sao hổm lên nó lãnh chưa được không biết. 80 rồi mà. 80 là có lương rồi đó. 80 là chắc lương 80 mà trong tủ giấy nó có chưa. 80 là 80 đây. À chứ còn trong giấy thì nó có 79 nè. À dạ, vậy là chưa được. Vậy là nếu mà lãnh lương là năm sau mà mới lãnh lương được. Năm sau. Dạ. Rồi cũng như tháng năm tôi gãi cái giò đây thì tôi đi bệnh viện rồi tôi 75 mà sao nó kêu 74 không à. Dạ. Rồi mấy chú với mấy cô lâu lâu có về thăm bà không hay là đâu có chú cô nào đâu. Còn người con trai Út với ai đó? Sao? Có con trai Út là phải có người con nữa chứ. À, không có con nữa, không có con. Là có à vậy là cái chú đó tên Út hả? Không có nó Út mà nó đi mà ngồi sao nay nó mất công chuyện gì. Dạ. Dạ. Hôm nay thì con ghé thăm bà, con cũng tặng cho bà một tí quà để tiền mua gạo, mua thuốc uống nha bà. Mấy chú ở đâu chú? Dạ con ở thành phố Bến Tre. Dạ đây là của các anh chị ở nhóm 911. À, nè bà đưa tay lên cầm giùm con đi bà. Dạ.
Dạ. Cho thì mừng chứ đặng có mua thuốc mua men rồi uống. Dạ. Dạ. Lâu lâu anh em cũng có thương tới đây cũng thăm tôi. Dạ. Thì khi nào mà có dịp con xuống đây con ghé thăm bà ha. À, dạ. Con tên Hồ. À. Con tên Hồ. Giờ con nói bà rồi giờ bà nhớ không? Con tên gì? Tên Hồ. Tên Hồ ha. 11 đâu nhớ được. 11 con xuống hoài bà nhớ ha. À. Xuống nhiều lần chắc nhớ bà ha. Đó con nhỏ cái giờ nãy nó nói là con bé. Dạ. Là bảy lọc hồi đó tôi mới trảnh thì tôi biết cha nó thôi chứ giờ tôi cũng không. Dạ. Rồi rồi lâu lâu có ai là đây mà uống trà rồi nói chuyện rồi với bà không? Không có. Con mình luôn hả? Buồn hiu ha. Buồn hiu. Dạ. Nhưng mà bà tổng cộng bà có bao nhiêu người con? Cũng có được ba con đứa mà nó cũng có chồng có vợ gì nó đi đâu. À cũng như ở xa hết ha. À, còn đây đứa vậy đó. Dạ, cũng như là ở đây với ông chú Út. Ừ. Dạ. Nó có vợ có cho con nó đi dạo này kia. Dạ. Giờ kêu chú Út về phải chăm sóc cho bà chứ ở mình đâu có được bà. Ừ thì nó cũng về đây 2 tháng nay rồi, còn hôm trước nó không có chuyện làm, nó đi thành phố tới 4 tháng. Dạ. Dạ. Thì tôi ở nhà tôi cũng nhờ dòm sớm cái dặn người ta. À, sáng mà bà thấy tôi không mở cửa thì bà chạy lên nha. Chi vậy bà? Chi vậy hả? Sợ chết. Bệnh tim. Cũng như là thấy mà sáng mà thấy không mở cửa ra, thấy đóng cửa hoài là nghi ngờ hả? À, lại đằng kêu cửa phải không? Bệnh tim á. Dạ. Tim này nó muốn. Dạ. Nó chết mà. Dạ. Nó mệt tim dữ lắm luôn. Dạ rồi, con ghé thăm bà tí xíu, bà giữ gìn sức khỏe nha. Kỳ sau cái có quà con xuống thăm bà nữa nha. Dạ. Dạ rồi con về nha bà. Tên Hồ. Dạ, giờ rồi nhớ chưa? Rồi, tên gì? Nhớ Hồ. Hồ nha, nhớ Hồ nha. Dạ, tiếp theo thì em cũng đến thăm một nhà, nghe nói là có hai ông bà ở ha. Dạ. Dạ con chào chú. Dạ. Ở đây nghe nói là cô bệnh sao chú? Bà đi ở cái gì 15 căn 15 gì. Dạ. Giấy tiêm siêu tiêm cái gì á? Dạ. Thứ cho. Dạ. Dạ. Giấy tờ có dạ. Dạ. Rồi là cô chú ở sống ở đây hả? Sống dạ. Ở đây riêng bên đây. Dạ. Dạ, rồi con cái ở gần đây không chú? Có mấy đứa này cũng đi mần vậy chú. Nó dạ. Đi, có tiền lâu cũng gửi về cho 7 triệu 2 triệu rồi. Dạ. Còn tôi giá lưới mướt qua. À chú giá lưới. Dạ, giá lưới mướn cho người ta. Dạ. Đó thất nghiệp, đó nay thất nghiệp chú. Dạ. Chú nay bao năm nay 10 tuổi chú? 68. À 68, vậy là cô chắc cũng con tuổi à. À cũng 68 tuổi. Ngồi dạ, 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 được rồi chú. Ở dưới quê đây thì mình xây tường nè anh chị, xây tường. Rồi khi nào mà nếu mà có khả năng người ta làm tường luôn, còn thôi người ta làm những cái vách lá gì nè, vách lá thay cửa. Mình đâu khả năng mà làm nổi chú. Dạ. Nghèo quá trời, bây giờ lấy đủ ăn được rồi. Dạ. Ở đây rồi làm lưới vậy tháng được khoảng bao nhiêu tiền chú? Gia lưới chú, gia lưới mướn. Dạ. Không có làm. Dạ. Nhiều khi không biết chạy xe. Dạ. Rồi, hả, muốn giá cái mà họ chở mình đi. Dạ. Rồi à. Họ chở chiều họ chở về. À dạ. À cũng như là chỗ nào mà người ta cần thì người ta kêu mình. Dạ. Chứ không phải là mình ở đây rồi lưới rồi người ta đem tới mình giá hay là mình giá lên mình làm giá, lưới giá. Để mình bán được không? Dạ, có. Không có. Giá lưới dạ. Mướn không à. Dạ. Rất mình giá. Dạ. À, không biết chạy xe rồi không có điện thoại nữa không biết. Dạ. Dạ. Sao không sống có điện thoại giờ này, ví dụ như người ta cần người ta gọi chú cho nó dễ không? Không biết nha chứ. Dạ. Dạ. Rồi à. Rồi làm một ngày vậy được bao nhiêu tiền chú? À, hôm đó năm rồi thì 150, hôm nay được 200. Dạ. 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 Rồi vậy là một ngày là mình kiếm được khoảng 200 ngàn. À, dạ. Rồi phải ngày nào cũng có thì cũng đỡ bị dạ. Nhiều khi 5-10 bữa nửa tháng giờ họ à, kêu bữa hai bữa. Dạ. Dạ. À. Nhưng mà cái nghề đó là con nghĩ là chắc ở đây chắc người ta làm nhiều hả chú ha. À, giờ dạ. Với phần mình cũng mất mình hơi chậm rồi dạ. Họ có chút kêu. Dạ. À. Rồi mấy người con kinh tế đỡ không chú? Hình như cũng nghèo quá chứ. Dạ. Mấy người con giờ làm gì chú? Đi thành phố gì nó mần dạ. Tây Ninh gì hai dạ. Đứa đi mần cái thứ. Dạ. Bây giờ vô trong nhà mình ở đây hình như con thấy là người già trẻ em không đúng không? Dạ. Có người trẻ nào mà ở đây là toàn là khá có vuông có rẫy người ta mới ở đây đúng không chú? Dạ. Dạ. Chứ con đi về quê thì lần nào cũng vậy, con thấy là vô các vùng quê là thấy là vô là người già trẻ em. Dạ. Người già với trẻ em là nhiều chứ mà còn là không thấy người trẻ. Nếu mà có độ tuổi lao động người ta đi làm hết trơn. Bữa nào mà kêu giá chú giá chừng 2 ngày cái được 400-500. Dạ. Đỡ thì dạ. Khi là thất nghiệp. Dạ. Họ mà không có nhiều rồi họ lưới họ còn mới đó. Dạ. Rồi ít giá. Rồi ở đây rồi chú nuôi bao nhiêu đứa cháu?
có hai đứa cháu. À, hai đứa, rồi ba mẹ nó làm, ba mẹ nó gửi tiền về. Dạ, cũng có, nó lâu lâu mới gửi tiền về. Gửi tiền về đăng phụ mới được chứ. Mà hai đứa đi học nữa. Dạ. Mà điều ngay cái gì đỡ cũng cái, nó đỡ cái mình có hộ nghèo chứ. Dạ, thử đi học không tốn tiền. Dạ. Dạ, cũng đỡ ha. Dạ. Dạ. Bây giờ cho con vô thăm bà cô xíu nha. Dạ, dạ. Dạ. Cô bị làm sao cô? Cô ơi, cô khỏe không? Sao nó mệt, không rồi, nó mệt không ăn được. Dạ, nhưng mà bị làm sao cô? Bị tim với tử trần ngược. Dạ. À, dạ, dạ thôi được rồi, dạ được, dạ được rồi. Ai ai. Huyết áp hơi tối ngày, có dạ. Bữa thì tụt, có bữa lên nó đường nó né đi chú. Dạ, à huyết áp, dạ. Rồi lúc khỏe rồi cô làm gì chú? Đâu có làm gì, đâu có thấy được. À, mà điều mới mổ cũng mắc được nay 2-3 tháng nay còn mà mổ mắt là mổ bị gì từ thiện họ cho chú. Bị cơm ha sao chú? Dạ. À dạ, vậy là mổ là mổ từ thiện không có tốn tiền. À cũng đỡ ha. Dạ, nhưng mà sức khỏe cô khỏe không cô? Dạ, bây giờ mệt lắm hả cô? Bác sĩ không cho mần mần gì hết. Dạ, đừng giận nữa, đừng có giận ai. À dạ, thêm giận mình thêm mệt ha. Dạ, vậy kêu mấy đứa cháu rồi nó chọc cho cười rồi là khỏe hết cô? Dạ. Giờ đi về quê thấy là trong nhà là toàn là người già trẻ em. Dạ. Còn người có độ tuổi lao động là đi làm xa hết trơn, không có ai mà ở nhà hết trơn. Nếu mà ở nhà đây thì không có việc làm thì dạ. Thì không có điều kiện để mà chăm sóc con cái. Dạ. Thì giờ cái số mình nghèo đó là cái nghèo nhỏ lớn thì giờ trời ước gì mình trẻ giờ mình mần. Dạ. Hồi trước nó khác còn giờ nó hơi đỡ, mình mần biết mần là có tiền. Dạ. Ở không thì chắc không có tiền. Dạ. Vậy là nhưng mà hồi lúc khỏe là cô làm công việc gì chú? Không có làm gì chứ chú. Ở nhà cũng như là ở nhà giữ cháu với nội trợ. Chú đi làm. Chú đi giá lưới mướn đâu cho ai thì ở nhà bả canh nhà. À dạ. Dạ. Như vậy mấy đứa cháu vậy. Dạ. Nhưng mà con thấy chú sức khỏe cũng tốt ha. Dạ. Thấy chú vui á, thấy chú tính thấy cũng vui vẻ. Cũng trời khiến chú. Dạ. Thì hồi kỳ mà tụi con đi ở ngoài khâu băng á, dạ. Có ông cụ ông đi lượm ve chai, ông tám mấy tuổi rồi mà cũng có bà cụ cũng tám mấy tuổi mà bà thì bị tai biến. Rồi xong ông đi làm ông nuôi bà suốt mà đi lượm ve chai nha, thấy thương lắm. Mà tám mấy tuổi không à, cũng có hai già ở chung, không có con cái gì hết. Dạ. Nhiều khi ở nhà chứ không bằng chú ở nhà chú lục đục này, nhiều khi cả tháng chú không ra lậu. Dạ. Đó là chú không, cả tháng chú không đi ra lậu. Dạ. Rồi ở đây rồi lâu lâu rồi con cái có về không chú? Có. Dạ. Lâu lâu nó về. Chắc cũng phải dạ. Vài tháng có đủ tiền vé xe rồi mới về. Nó cũng cho mình ai cũng cái chứ có dạ. Khi bằng không lậu. Dạ. Bằng tiền đâu mà đủ mà. Dạ. Bao bọc. Anh Hương lấy em cái bịch dầu cho em chai dầu anh Hương. Dạ. Hôm nay thì con cũng đến thăm bà con mình ở xã Thành Hải. Dạ. Thì con cũng có một tí quà để tặng cho bà con ha. Dạ. Dạ, trước tiên đây là con tặng cho cô với chú một chai dầu nước xanh. Dạ. Dạ, của các anh chị ở nhóm 143 gửi tặng. Dạ. Với con cũng tặng cho cô chú một tí như là kinh phí để mà mình để dành mua gạo đâu ha, mua gạo đồ ăn. Với cho mấy đứa nhỏ á. Dạ. Thì tôi không biết gì hơn, tôi cảm ơn chú với mấy cô bác anh chị em ở phương xa. Dạ. Gửi tặng cho tôi. Dạ. Thì trước tiên là của các anh chị ở nhóm 911 là 1 triệu. Dạ. Và của chị Oanh là 1 triệu là 2 triệu, có gì chú cầm giùm con ha. Thì cũng cảm ơn cô Oanh với chú 911. Dạ, dạ. Hai đứa ở chung với ông bà hả? Dạ. Tụi con là cháu nội hay cháu ngoại? Dạ, cháu nội. À, ba đi làm đâu? Dạ, ba con làm ở chợ. À? Chợn á. Ở chợn hả? Ở chợn? Dạ. Ở chợn là ở xa phải không? Dạ. Ở à, rồi con có phụ chăm sóc bà nội không? Dạ. Phụ gì con? Phụ gì? Không biết hả? À, vậy rồi. Con phụ bưng cơm cho bà nội. À, phụ bưng cơm, phụ bưng nước cho bà nội. Rồi coi đừng có chọc bà nội giận nha con. Bà nội giận là bà nội bệnh nha. Dạ. Dạ thôi thì con cũng ghé thăm cô chú tí xíu, con cũng xin phép con về ha. Chú giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn chú với mấy cô đó. Dạ. Sức khỏe, nhiều sức khỏe. Dạ. Hai đứa ở chăm sóc ông bà nội nha con. Nha. Nha. Cô ơi con chào cô, con về nha cô.
cô giữ gìn sức khỏe nha cô. Nói chuyện một hơi mệt hả cô? Nói chuyện nhiều mệt ha chú ha. Dạ. Ở nhà giờ thấy toàn người già với tem con hả chú Năm? Đúng rồi. Sao người trẻ ở đâu hết trơn rồi? Trẻ giờ cũng nghèo, hoàn cảnh nó khổ quá trời, có đi thành phố đi làm. Đi kiếm cơm hết ha. Rồi có những người bây giờ nó ở ngoài rừng bắt cánh chép đồng hết. Dạ. Tao con để mà cho người dân nói thôi chứ mà con hiểu trơn à. Đúng rồi. Để cho như là người địa phương á mình nói lên để mà cho mạnh thường quân người ta hiểu là tại sao mà vô nhà toàn là người già trẻ em. Bây giờ ba bốn đứa bé vậy đó, không có ấy lớn mà bây giờ nó sanh ra được chứ nó nuôi không được. Dạ. Phải đi làm xa đâu mới có tiền. Dạ. Lâu mới có vợ về. Xung cắt ổng á, bây giờ già vậy đi giá lưới mà nghĩ coi cũng sáu mấy bảy mươi rồi mắt đâu mà thấy mà lưới. Dạ. Bây giờ cũng có người kêu, những người không là tức là mấy cái mối á. Dạ, có mối quen ta thương người ta kêu ha. Chứ già vậy thì thí dụ người ta đang ngày đựng thêm, còn mình đang ngày có 500 không giờ. Dạ. Dạ. Nói giống là trẻ thì nắm mắt nó sáng thôi. Hồi nãy con ghé thăm bà cụ á, mà hồi nãy con bỏ quên dầu ở trên xe. Rồi. Thôi thì giờ cái hồi con nhờ chú Năm gửi cho bà cụ nãy cho dòng con nha chú Năm. Dạ thôi. Cái người mà nãy tôi cũng xin đại diện cho cái cô Tư đó. Dạ. Tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân của Binh Dân Hồ để cho cái bà cụ hồi nãy. Dạ. Bà cụ mới gãy xương cái xương dò. Dò à. Dạ. Coi như giờ không có tiền mà thay trộm đó. Dạ. Dạ. Dạ thôi tôi xin cảm ơn ha. Dạ. Dạ rồi thôi mấy chú đây cũng giữ gìn sức khỏe ha. Con thấy mấy gài thấy làm hoạt động giúp cho người dân ở đây nhiều quá nên là thấy còn ổn à. Ở đây mình có cái nhóm. Dạ. Nhóm mình hồi nào giờ đó. Dạ. Hoàn cảnh nào giúp cho bà con được đỡ phần nào cũng mừng ha chú Năm ha. Ở đây hôm nay nó có thêm cái nhóm này nữa để tặng quà là tặng cái áo quan. Dạ. Dạ. Bây giờ trời chuyển mưa quá trời rồi anh chị. Em với anh Hương bây giờ mình sẽ rút binh chứ để mà một hồi cái trời mưa tới là chạy không kịp là ướt mem anh chị. Bây giờ quay về đẳng rồi bắt đầu tụi em nghỉ ngơi tí xíu, bắt đầu là mình sẽ quay cho ngược trở về Bến Tre. Một hồi chắc còn phải ghé bên Mỏ Cày để mà thăm chị Nhanh rồi nữa anh chị. Mưa gió không biết đi như thế nào đây. Trên đường đi thành phố thì em cũng ghé thăm lại chị Nhanh. Dạ. Mấy ngày chị khỏe không chị Nhanh? Dạ, cũng đỡ. À. Nay ảnh đi làm rồi hả? Dạ đi làm. Nay mấy ngày làm được không chị? Ảnh đi làm được không? Làm cũng thất nghiệp nên nay làm có một buổi về. Dạ. Dạ. Trai nay chuẩn bị học chưa? Dạ. Về hát nữa cũng vậy hả? À. Chuẩn bị sách vở gì chưa con? Dạ. À cũng được ha. Sách vở mua hay là của người ta cho? Dạ mua. À về nó mần nó dành dụm nó bó nó mua à vậy là tự làm tự mua ha cũng giỏi rồi à. nay cơ bộ thấy khỏe hả chị? Dạ. Nay thấy cái mặt chị hồng hào cô được hơn ha? Dạ mà cỡ hai tuần nay nó đau quá nó không có ngủ được. Dạ nhưng mà sao em thấy cái da chị thấy cái mặt dạ. chị cơ bộ nó được hơn mấy đợt trước á? Dạ. À. Thì nói chung mà ăn đỡ được hơn chút đỉnh. Hổm ăn ít xịt nữa, ăn chừng nửa chén cơm. À, vậy là sức khỏe mình nó cũng hồi phục quá ha. Dạ. Ừ. Bây giờ còn cái đường ống này nè, đau quá. Dạ, thì nói chứ mình bệnh mà phải chịu thôi. Ừ. Cái ống nó, hôm đó anh chụp hình đã. Dạ. Ừ. Còn đây, hồi bữa hổm vô đâu gặp bé nhỏ này hả ta? Dạ không, nhỏ này bữa hôm đó đi anh vô là nó đi học. À. Nó gửi đi học. À, con mấy tuổi con? Con 5 tuổi. Con 5 tuổi. Con tên gì? Con tên Ngọc Hân. Ngọc Hân ha. Ngọc Hân vậy là chưa vô lớp 1 mà mới 5 tuổi là chuẩn bị lên lớp lá rồi. Không, năm nay là lên lớp 1. À, vậy là 6 tuổi. Dạ, 6 tuổi. Cái đường ống. À, là đây hả chị? Dạ, cái này. À, cái ống nhỏ nhỏ vậy hả? Dạ. À, dạ. Vậy là nó nằm ở dưới ngay chỗ cái ngay cái bụng dưới mình. À nó luồn đây nè, luồn. À luồn nha. Xuống bụng dưới. Dạ luồn nó tuốt với bụng nái luôn. Dạ. À. Mưa gió này rồi ảnh đi làm được không? Cái này cũng thất nghiệp nữa anh ơi. Mần ít gáo không có gáo. Dạ. Không có gáo không có gì hết trơn. Dạ. Nhưng mà mấy rài chị vẫn đi đứng đồ phục vụ bản thân cũng như là tự chăm sóc mình được ha. Dạ, anh ơi cũng đỡ. À. À, bữa hổm mà thằng con trai phải chăm sóc. Dạ. Bữa hổm chú ghé đây con đi đâu? Thôi, hồ sơ em không có coi đâu chị. Hồ sơ không có coi đâu. Dạ, tại vì bây giờ á mình quay video mà nó thấy cái hồ sơ của mình á là nó sẽ bị ảnh hưởng.
nên là bây giờ lúc này không có dám xem cái hồ sơ, cũng như là những cái thông tin riêng của mình á là nó bảo mật, nó không có cho mình đưa ra. Nên là em có coi phớt đợt trước rồi nên là em cũng hiểu là chị bị như thế nào. À. Rồi khi nào mới đi tái khám nữa chị nhanh? Bác sĩ hổm em mới đi kiểm tra chức năng thận á, kêu bác sĩ kêu em đi qua bên 175 thành phố á. 175 hả? 175 Lợi Gò Vấp á hả? Dạ. À. Đi ra ngoài kêu em mà khi mà lại chức năng làm cho gì kiểm tra chức năng thận á. Dạ. Mà rồi bác sĩ nó còn có như một bên thì nó teo lại, với một bên thì còn có 15% mà. Dạ. Còn bên kia thì 80-70% vậy. Dạ. Rồi hôm hổm thì đêm lên rảnh thì vậy là có đi rồi. Dạ, dạ. Đi rồi thì bác sĩ kêu phải đi giờ hả mẫu hả bỏ thì bỏ rồi em hổm em không có tiền. Dạ. Rồi em hẹn lại, em nói chừng nào có tiền, bác sĩ nói chừng nào có tiền thì lên. Dạ. À vậy là bây giờ là bác sĩ cũng khuyên mình bỏ bớt một trái thận hả? Bác sĩ thì không có kêu bỏ, nhưng dạ. mà em giờ em không có khả năng em theo nữa. Dạ. Nổi nữa. Nhưng mà mình bỏ thì bác sĩ có nói là sống mình vẫn sinh hoạt bình thường không? Yếu hơn thôi ha. Yếu nhưng mà bác sĩ hồ, kiểu như bác sĩ không chịu bỏ. Dạ. Cứ hẹn lần hẹn lượt hoài à, không. Dạ. Thì hôm rồi thì đem lên đó, thì bác sĩ nói giờ hả nếu bỏ thì bỏ, mà sao em từng này nè em điện chủ nhật rồi nè em điện em nói hả nói giờ em đau quá giờ em xin lên ca mẫu em bỏ, là bác sĩ nói để coi lịch lại thì bác sĩ cho hai. Dạ. À, thấy nay cũng mấy bữa là bác sĩ chưa có coi, chưa có nhắn tin lại này. Dạ. Hôm trước á em cũng có ghé thăm chị á. Dạ. Thì cũng có chú Đức với cô Phấn cũng có tặng quà cho chị ha. Dạ. Thì thấy cái gia đình chị cũng đang khó khăn vậy đó nên là chú Đức với cô Phấn á cũng có gửi thêm đây là 200 đô Mỹ. Dạ. Thì cũng quy đổi ra được á là 5.100.000. Dạ. Thì để mà cho chị có tiền nặng mình cũng đi điều trị bệnh chị ha chị ha. Dạ. Dạ, đây em gửi cho chị nhanh ha. Rồi dạ. Có chị điếm lại giùm em nha. Chị điếm lại giùm em đây là 5.100.000 nha. Dạ. Dạ. Bây giờ thấy cầm tiền vậy thì mừng thiệt, nhưng mà toàn là để đi khám bệnh không, bởi đâu cũng đâu có thích đâu, đâu có mừng. Em có tiền không hồi nào em có tiền đồng tiền này em mua được miếng thịt thì em ăn được. Dạ. Chỉ mua thuốc thôi chứ không còn tiền á. Dạ, thì bởi vậy bệnh bây giờ thì nhiều khi nó chứ có mạnh thường quân, có nhà hảo tâm người ta tài trợ cho mình. Dạ. Phần nào thì đỡ phần nấy. Dạ, em chứ em cũng nhờ mạnh thường quân với các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em thôi chứ. Dạ. Dạ thiệt em là đường cùng mà. Dạ. Tại vì em lên cái này là em cũng mắc cỡ lắm chứ. Dạ. Đâu phải mà sung sướng vậy. Dạ. Mắc cỡ lắm chứ. Thì nói thật sự thì em cũng hiểu cái vấn đề này. Nhiều khi em đi em cũng hỏi ý kiến của gia đình, mình chia sẻ video lên không phải là em để là em kiếm cái gì ở trên cái video này, mà chủ yếu là để chia sẻ cho bà con mạnh thường quân và nhà hảo tâm người ta thấy cái gia đình mình đang khó khăn như thế nào, để mà có thể là nhà hảo tâm cũng giúp cho mình được phần nào để mình đỡ, như là không cũng như là mình có được phần tiền để mình uống thuốc đồ đó, thì như vậy thôi, chứ không phải là em đưa lên đây mà để mà mình tìm một cái gì đó trên cái nội dung này. Dạ, dạ. Em cũng biết nhưng mà tại vì hoàn cảnh em là hết khả năng rồi em mới chịu về, chứ còn nếu mà lên thì thấy bao nhiêu người ta dòm biết mình thì em dạ. Dạ. Lắm chứ. Dạ. Nhưng mà em nghĩ thì trong lúc mình khó khăn như vậy thì có người giúp á, thì mình cũng ra cũng mừng. Dạ. Cũng mừng chứ, nói chứ giờ mình mà suy nghĩ nhiều quá thì nhiều khi nó cũng là nhiều khi mình nghĩ là mình buồn phiền nhiều quá thì nó cũng không có được nha chị nha. Dạ, bây giờ mình đang khó khăn mà người ta giúp mình thì khi nào mà mình có điều kiện thì có thể là mình làm lại mình giúp cho người khác thì vậy thôi, thì di truyền vậy thôi. Dạ, nói chung giờ ai mà cho em bịch muối em cũng mừng nữa. Dạ. Thôi thì em cũng ghé thăm chị một xíu thôi, em cũng về ha. Dạ. Chị cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chú Đức với cô Phấn. Chú Đức với cô Phấn giúp đỡ. Dạ. Cho em số tiền này đặng em đi trị bệnh. Dạ. Cảm ơn chú Đức với chú Phấn. Dạ, dạ. Rồi hai đứa nhỏ coi nhà chăm sóc cho mẹ nha con.
à, sắp sửa đi học tới rồi, làm rồi có đủ tiền mua tập vở cho em không ha? Đủ mình con, đủ mình con hả? Chết mồ hôn, gắng làm thêm xíu nữa phụ cho, phụ mẹ nuôi em luôn ha. À, ngày ngày đi kiếm được mấy chục ngàn con? À, 50-60 ngàn là giỏi rồi, vậy là đủ mua cho con, đủ mua luôn cho em á, đặng cho em đi học. Cho em đi học đặng mẹ đỡ được phần nào ha. À, rồi, chú về nha. Dạ, chú về.